Xin chào, Minh Sơn xin được chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với chương trình Truy Tìm Cao Thủ. Chương trình của chúng ta do đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sang Vàng thực hiện. Và khung giờ rất là quen thuộc 19:15 ngày thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và ngày hôm nay lại là một tập chơi mới dành cho 4 người chơi hoàn toàn mới. Chúng tôi nhận thấy những người chơi cũ chơi rất hay. Chúng tôi muốn mời họ quay trở lại với chương trình này để thách đố cùng với những người chơi hoàn toàn mới với sự ngây thơ hồn nhiên trong sáng. Và đây cũng có thể là một chiến thuật của họ thì sao, đúng không ạ? Nhưng lưu ý, cao thủ thì chỉ có một mà thôi. Và ngày hôm nay, ai sẽ là cao thủ? Xin mời. MC Minh Sầu, MC Minh Sầu, lên lên. Dạ, quý vị thân mến, đó chính là những người fan hâm mộ cuồng nhiệt của em. Nhưng em cũng có backup rất là nhiều những nghệ sĩ khác ở phía trong. Không biết là các em có chơi được hay không ạ? Hay là tụi mình vào trong để mình đổi người ạ? Trâm ơi với lại Miko ơi. Anh ơi, em có làm gì anh đâu mà anh đuổi em về vậy? MC gì kỳ cục vậy? MC gì mà hả? Đòi đuổi người chơi hoài à? MC gì mà dẹp luôn đi, làm MC làm cái gì nữa? Đi, bảo làm MC đi. MC xuống đi. Mình xuống, xuống đi. Xuống đi. Lâm Lâm. 8 triệu, tí nữa đưa đi. 8 triệu, C, thi. Hey, công nhận, lật mặt dễ sợ luôn á. 8 dạ. triệu lần hả? Ủa, lên rồi hả? Lên rồi. Lên rồi. Miko Lam Trinh à, mùa mới là những giá trị tiền thưởng mới. Trời ơi, tiền rót vô nhiều dữ. Với rất là nhiều những thẻ quyền năng mới. Wow. Dạ. Và quý vị thân mến, đây chính là 4 người chơi của tuần này. Một tràng hót tay cho Tăng Phúc, Miko Lam Trinh, Lê Dương Bảo Long và Hồ Bích Châu. Ở đầu chương trình thì chúng ta chia sẻ với nhau những niềm vui như vậy là đủ rồi. Bây giờ sẽ đến với giây phút long trọng. Tuần này sẽ là 4 thẻ quyền năng rất mới. Cao thủ, đây chính là nhân vật nguy hiểm nhất, là người biết đáp án cho tất cả mọi câu hỏi. Tuy nhiên, để che giấu thân phận thực sự của mình, họ có thể sử dụng chiến thuật trả lời sai để đánh lừa 3 người chơi còn lại. Khi trả lời sai, họ cũng sẽ bị trừ 1/2 điểm số của câu hỏi đó. Người hoán đổi. Khi bắt đầu cuộc chơi, người hoán đổi chọn một người chơi bất kỳ trong 3 người còn lại. Nếu người chơi này bị loại, người hoán đổi sẽ được chức năng của người chơi đó, kể cả chức năng cao thủ. Chuyên gia cơ hội lấy trọn số điểm của cao thủ cho riêng mình. Nếu cao thủ bị loại, những người chơi khác sẽ không được cộng số điểm này của cao thủ. Phong tỏa. Khi bị loại, số điểm của người này không bị chia đều cho những người chơi còn lại, mà sẽ được bảo lưu để so sánh điểm với những người chơi còn tồn tại đến vòng cuối cùng. Với cao thủ, nếu có thể tồn tại được đến vòng cuối cùng thì sẽ được cộng thêm 100 điểm vào quỹ điểm của mình. Trừ cao thủ, 3 nhân vật còn lại chỉ được sử dụng quyền năng của mình một lần duy nhất theo chiến thuật của mình để nâng cao số điểm. Kể từ giây phút này, không được lộ thân phận khi mà mình xem thẻ quyền năng của mình nha. Trang móc trước nha, vì 50 bịch tàu hủ. Anh ơi, em sợ quá à, cứ cao thủ hoài thôi. Ngoài luôn á. Ủa, diễn à? Cảm ơn em. Dạ, Lâm ơi, xem nhé. Trời ơi, về chàng nhặt ngó lên trời. Ngó lên trời, trời cao không có thâu. Vậy thôi, là thôi. Chỉ em coi giờ em chơi cái nét gì với cái bài gì. Em tháo lông nheo ra đi. Gì hại gì vậy? Con gái người ta có cặp lông nheo để làm ăn đó. Sợ mới vừa gắn vô. Wow. Wow. Oh, nét gì quốc tế à. Em sẽ diễn để cho mọi người thấy cái mặt em nha. Dạ. Ok. Hay quá, thấy luôn á. Ừ. Thấy rồi ở đâu sao Phúc? Quay rồi sao quay? Về nhà chơi đi em. À, xong rồi đó. Dạ, mọi người thấy không ạ? Cảm ơn em rất nhiều. 4 người chơi ơi, tôi thấy bây giờ là sự nhẹ rồi nha. Đó. Bắt đầu trong đầu bắt đầu chạy chữ nè. Chơi sao đây ta? Chơi sao đây ta? Ừ. Và thôi, để cho mọi người đỡ căng thẳng, em tặng cho mỗi người 50 điểm đầu tiên để có điểm chơi. Hãy sử dụng chiến thuật riêng của mình để bước vào trận đấu của Truy Tìm Cao Thủ tuần này. Vòng đầu tiên mang tên Do Tìm. Quý vị thân mến, đây là vòng đầu tiên của chúng ta mang tên là Do Tìm.
Và tại đây chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ có hai gói câu hỏi về tư duy, về kiến thức dành cho bốn người chơi. 1, 2, 3 chính là những câu hỏi đơn giản. Trả lời đúng thì mình được 10 điểm, trả lời sai bị trừ 5 điểm. Từ số 4 tới số 6 là những câu hỏi khó hơn. Nếu trả lời đúng được 30 điểm, trả lời sai bị trừ 15 điểm. Và vòng đầu tiên này, mỗi người lựa chọn một câu để trả lời và thách đố ba người còn lại. Và bây giờ mời Lâm lựa chọn câu hỏi đầu tiên luôn. Trời ơi, sao mà tôi không biết chơi mà tôi một. Một. Tư duy. Tư duy số 1. Đây là câu hỏi hình ảnh. Cho chúng tôi biết từ khóa này có nghĩa là gì. 30 giây, bắt đầu. Ủa rồi, không biết trả lời sao? Không biết trả lời thì để trắng. Gõ đại đi anh. Gõ đại cũng được. Có tên mình vô cũng được nữa. Ừ. Hết giờ. Mời Hồ Bích Trâm. Tim tím hả? Tim tím vì sao em? Thì cái trái tim nó màu tím mà nó còn mũi tên chỉ xuống là tim tím. Giải thích rất logic, đơn giản, hợp tình hợp lý. Nào Lê Dương Bảo Lâm. Bảo Lâm cũng tim tím. Sao nãy nói là không có câu trả lời? Tại vì Lâm giả bộ thôi, Lâm đang giấu thân phận của mình. Cảm ơn Lâm, Lâm chơi rất là lộ liễu luôn á. Ừ. Nhưng mà như vậy cũng là một chiến thuật. Ủa? Đúng rồi. Ai biết mình là ai? Đúng rồi. Tim tím. Tim tím. Nhìn là biết tim tím rồi. Em thấy chữ tim nhưng mà em đoán cái màu đó là màu tím nên cũng ghi tim tím luôn. Dạ. Em đoán màu tím không biết màu đó là màu gì luôn á. Mấy cô Lan Trinh, đáp án của em là trọng tâm. Trời ơi, bé thông minh. Không, Trinh là hay nghĩ xa. Trọng tâm. Ủa sao kỳ vậy? Tim tâm đúng rồi. Thì đúng, nhưng mà là chính giữa nữa rồi còn có cái tên nặng xuống. Ví dụ trọng tâm thì có thể là cho một cái trọng lượng gì đó thì mình sẽ có cái từ trọng. Còn cái này đáp án chính xác là tim tím, Mikko ơi. Chúc mừng ba người chơi còn lại và chỉ có đi Mikko bị trừ 5 điểm. Mời Phúc lựa chọn câu hỏi. Tư duy tiếp đi, nhưng mà em sẽ chọn số 6. Câu hỏi tư duy số 6 là một câu hỏi hình ảnh tiếp tục. Mời bốn người chơi trả lời cho chúng tôi biết từ khóa này là gì. 30 giây bắt đầu. Không hiểu là gì luôn á. Khó mà, phải tư duy ngoài cái tầm suy nghĩ đơn giản của mình. Sao anh bấm không được vậy? Từ từ nha. Hết thời gian. Xin mời mấy cô Lan Trinh. Lệ rơi. Lệ rơi. Tại sao em nghĩ là lệ rơi? Tại vì em thấy nước mắt với rơi. Cậu bé đang khóc có nước mắt rơi xuống. Ừ. Là em nghĩ là lệ rơi. Rơi rơi. Nhưng không biết là có chính xác hay không. Mời Hồ Bích Trâm. Em thì lại nghĩ là ba khóc. Hả? Tại vì đứa con nó ở trong cái nhà rồi. Giờ ông vỗ không được á. Vỗ hoài ông đến ông khóc theo luôn. Em gọi là ba khóc. Là em xác định cái người ngoài là ba. Đúng rồi. Còn bên trong là con đúng không? Nhưng mà ba khóc là cái từ gì? Đúng rồi. Ừ, ba khóc nó có ý nghĩa gì đâu. Vô lý. Em nói cái gì nói ngang ngược vậy? Vậy mời cái người mà nói không ngang ngược lên tiếng. Trời ơi, cái đàn em của Lâm á, Lâm bực mình á. Bực bội học à? Học diễn viên mà không phân tích được. Phân tích nào Lâm? Cái câu là một cái câu thành ngữ. Ai ai cũng biết, người người biết, nhà nhà biết. Mời Lâm. Chưa học bò đã lo học chạy. Hay à, đàn anh có khác. Bí văn, bí văn, bí văn. Tôi không hiểu sao từ một câu thành ngữ luôn á. Thành ngữ. Mời Tăng Phúc. Em chỉ gõ đại chữ khóc thôi. Sai bé. Và đáp án chính xác nhất của chương trình thì chỉ có một mà thôi. Mọi người hãy nhìn đi, có một ngôi nhà đúng không ạ? Bên trong có tên á. Bên trong có một đứa bé. Đúng rồi. Đứa bé làm gì? Khóc. Khóc, khóc thì nó rơi cái gì? Lệ. Lệ. Rơi, rơi lệ. Từ từ, lệ có một chữ lệ. Nhưng mà mũi tên lại chỉ vào cái đứa bé ba đang khóc ở bên ngoài. Ngoài thì là ngoại. Ngoại lệ. Ngoại lệ mới là đáp án chính xác. Trời ơi. Nội với ngoại, trong với ngoài. Cao thủ ẩn mình bởi vì câu này sai đều bị trừ hết 15 điểm. Đây là cao thủ ẩn mình rồi. Rồi. Tiếp tục, mời Mikko Lan Trinh lựa chọn. Kiến thức câu số 4. Dạ, Mikko Lan Trinh là một người rất giỏi về kiến thức. Và để xem chúng ta sẽ thách đố ba người chơi còn lại như thế nào. Câu hỏi như sau. Nguyên tố nào được tìm thấy khi chưng cất nước trong phòng tối? 1. Hydro. 2. Oxy. 3. Fluor. Và 4. Phosphor. 30 giây. Trả lời bắt đầu. Năm giây. Hết giờ. Đây là một câu hỏi hóa học và để xem Tăng Phúc trả lời như thế nào. Em nghĩ là thì trong nước thì nó có hydro với oxy đúng không? Chọn hydro đó, em chọn hydro. Rồi. Mấy cô Lan Trinh. Em biết câu này nên để em
Cuối đi. Cuối nha. Mời lên chơi bảo Lâm. Lâm cũng biết câu này. Để Lâm cuối vậy hả? Luôn. Nhưng Lâm sẽ trả lời để cho các bạn mở mang kiến thức của mình. Mời Lâm. Có nghĩa là Lâm sẽ lấy một giọt nước cất và Lâm cho quỳ tím vô thì sẽ nổ cái bùm trong bóng Lâm. Tối. Nổ cái bùm trong bóng tối. Thì Lâm thấy những cái tia và lo nó lấp lánh trong bóng tối. Hả? Thì Lâm chọn câu 3 là câu phờ lo. Phờ lo. Lâm cũng lo quá. Lâm nên lo nha Lâm nha. Ừ. Mời Trâm ạ. Em thì chọn hero. Giống như Tăng Phúc vì đúng sao? Rồi. Em chả biết cái vì sao nữa tại vì em không hiểu, em em học dốt hóa lắm cho nên em chọn đại. Đúng, thà vậy. Không đúng biết rồi. Thì nó không biết. Đúng cái rồi. Gì mà vẽ luôn nguyên một cái kịch bản. Nào Trinh, hãy mời cô giáo Trinh. Thể hiện kiến thức nha. Vâng. Đây là cái hiện tượng giống như là mấy bạn mà thấy ma chơi ở với vùng đầm lầy á. Chính xác. Là nước á, là nó bị cháy cái lên là tại vì nó ra cái chất khí đó và khi nó bị đốt thì nó sáng nó lên. Và cái khí đó là khí phốt pho. Hoàn toàn hợp lý. Cảm ơn Trinh với chia sẻ này. Chúc mừng đáp án hoàn toàn chính xác. À, vậy là đúng sai hả? Trừ 15 điểm. Trừ 15 điểm. Trừ 15 điểm. Trinh ơi, em cộng 30 điểm nha. Thôi, tôi tới rồi. Dạ, cao thủ hả? Không, chưa biết. Chưa biết. Bích Trâm lựa chọn. Mình sẽ chọn số 6 kiến thức đi, cho câu thủ lộ ra nè. Câu hỏi số 6 kiến thức với sự lựa chọn của Hồ Bích Trâm. Câu văn sau được nhà văn Nguyễn Tuân miêu tả cảnh vật ở huyện đảo nào? Cây trên núi đảo lại thêm xanh mượt, nước biển lại lam biếc đậm đà hơn hết cả mọi khi, và cát lại vàng giòn hơn nữa. Có 4 gợi ý: 1 Phú Quốc, 2 Cô Tô, 3 Côn Đảo, 4 Bạch Long Vĩ. 30 giây bắt đầu. Hết thời gian. Mời Tăng Phúc. Em nhớ là có một cái bài gì đó về Cô Tô. Em chọn Cô Tô. Tại nào em thấy quen nhớ trong đầu trước em bích hơi quen hơn. Quen. Hao hao thôi, tại mình không nhớ mà. Dạ, yeah. Mời Bích Trâm. Em thì lại chọn Côn Đảo. Côn Đảo, vì tại sao? Tại vì em đã đi Côn Đảo rất là nhiều lần rồi. Và Côn Đảo nước biển của nó rất là đẹp và cây cũng rất là nhiều luôn. Cho nên em nghĩ là Côn Đảo thôi. Dựa vào gợi ý trong cái câu văn vừa đúng rồi. Đúng rồi, và em đã từng đi Côn Đảo rất nhiều lần cho nên em đoán là Côn Đảo thôi. Côn Đảo. Trinh. Em chọn Phú Quốc. Tại vì đảo Ngọc Phú Quốc mà mọi người, nơi mà cũng vừa mới diễn ra một cuộc đám cưới thế kỷ mà có anh Minh Sù dự đó. Vâng. Thì à, em nghĩ nếu mà tả biển đẹp như vậy thì là Phú Quốc của chúng ta rồi. Dạ. Và đó là lập luận của Trinh. Mời Lâm. Các em đang bị thiếu kiến thức về địa lý trầm trọng. Dạ, mời thầy Lâm. Bây giờ mình sẽ phân tích cái tên này. Các em coi là tập trung nha. Ngày xưa khi mà chưa khai thiên lập địa là đất trời chỉ một màu mà thôi, là màu xám cho. Thế là từ đâu có trên trời có một cái cô, cổ bay xuống. Cổ mới dùng cái quả của mình. Cổ mới tô các vùng trời quê hương. Kể từ đó cái khu vực này được mang tên là Cô Tô. Hay quá. Quý vị và các bạn thân mến, câu văn này được Nguyễn Tuân mô tả tới cảnh biển. Cô Tô sau trận bão. Cái gì? Yeah. Hay quá. Cô Tô. Và đây là tác phẩm như Phúc có gợi nhớ trong đầu là Ký Cô Tô. Ok. Yeah. Sao Lâm? Sao? Hiện tại Lâm đang nghi ngờ ai? Lâm nghi ngờ Hồ Bích Trâm. Vì sao thế? Vì Lâm hồi nãy Lâm liếc qua Lâm thấy. Trời. Giả bộ thôi. Chơi nhìn bài. Giả bộ thôi. Ok. Nhưng mà Lâm thấy cô bé này hành tung bị úp úp mở mở. Đúng. Em thì lại nghi anh Lâm. Em nghi Lâm là tại vì á anh Lâm nghi em. Anh Lâm biết được không phải. Tại vì anh Lâm có nãy giờ cũng khá hai câu đúng không? Cái câu điều quan trọng là cái Cô Tô vừa rồi nữa. Cô Tô là anh tự phân tích cái câu là có Cô Tô là cô bà cô bà tô có màu à, thôi. Còn có một vi phạm mới nữa đó là Phúc. Hồi nãy giờ Phúc trả lời đúng rất là nhiều. Trời ơi em trả lời sai mấy ngày luôn. Mấy ngày đâu. Thật ra anh như vậy. Khoan đi, khoan từ từ giải thích để chị nói xong rồi. Trên đó Trinh cũng nghi Phúc. Tại vì thường là mấy cái câu hỏi thì là anh vô tình là hỏi Phúc trước em. Cái trả lời đáp án của Phúc trước em thì em thấy mới đầu bạn tính ra một cái chiến lược chơi là kiểu là sẽ vô tập trung chơi, nhưng mà lúc sau này em thấy là cái chiến lược ban đầu của bạn đưa ra nó hơi bị lung lay một tí xíu.
Xong rồi bạn thể hiện ở cái câu cô tô này là tại vì câu cuối rồi, với lại cái tím tím đúng không? Tím tím là đúng được có hai câu đó chị. Hai câu đây không đúng một câu nào nữa nè. Không lẽ đâu có tại, dạy dột tại mà vì cao thủ để cuối chương trình còn sống tới cuối chương trình được cộng tới 100 điểm lận. Đúng, 100 điểm mà nãy giờ mấy câu nãy là có câu đầu tiên là 10 điểm ha. Tím tím 10 điểm. Câu hồi nãy nữa là 30 là có 40 điểm mà chưa trễ là em trả lời sai mấy câu kia bị trừ tùm lum điểm. Nói nữa. Đúng, 100 luôn. Điểm giờ mới biết. Đó là vấn đề chúng ta cần phải đào sâu hơn. 1 2 3 nhắm mắt. Hãy nghĩ một lần nữa, ai là cao thủ để loại trừ ngay tại vòng này để giảm bớt cái sự nguy hiểm ở vòng cuối cùng. Mời Lê Dương Bảo Lâm mở mắt ra, hãy đưa tay về nhân vật mình muốn loại. Cảm ơn Lâm. Mời Hồ Bích Trâm mở mắt ra. Mời Trinh. Cảm ơn Trinh. Mời Tăng Phúc ạ. Mời mọi người mở mắt. Thức dậy rồi. Mơ đẹp quá. Trời sáng rồi. Dạ, đây là một giấc mơ đẹp, không ai bị loại cả. Chúc mừng các bạn. An toàn ở vòng này nhưng vòng sau lại nguy hiểm đối với tất cả những người bình thường không phải là cao thủ. Và bây giờ hãy cùng với chúng tôi bước vào vòng thứ hai mang tên Định Vị. Quý vị thân mến, đây là vòng Định Vị. Và vòng này, bốn người chơi sẽ phải thống nhất lựa chọn ra một câu duy nhất thôi. Và chúng ta sẽ đến với hai phần loại trừ. Xin mời thống nhất ạ. Câu số 3, kiến thức. Là Lâm, chọn luôn. Mọi người đồng tình đúng không ạ? Số 3, kiến thức. Số 3, kiến thức đi. Ok. Ok, Trinh ok. Số 3, kiến thức. Câu hỏi số 3, kiến thức như sau. Trong một tam giác có một góc 40 độ, một góc 50 độ. Hỏi đó là tam giác gì? 1, tam giác thường. 2, tam giác cân. 3, tam giác đều. Và 4, tam giác vuông. 30 giây, bắt đầu. Quá trời dễ. Ơi trời, vậy sao biết được? Trọng đại luôn trời. Hết giờ. Mời Lê Dương Bảo Lâm. Lâm học. Lâm thấy cái câu rất là bình thường, cho nên Lâm chọn tam giác thường. Gì? Lâm chọn tam giác bình thường. Lâm thấy câu này bình thường, mình chọn tam giác thường. Cảm ơn Lâm. Mời Miko Lan Trinh. Dạ. Không, cái này là anh nghĩ là câu trả lời của em luôn rồi. Anh trả lời luôn được không? Dạ, anh nói tam giác anh. Dạ đúng rồi. Đúng không? Tại vì Trinh học khá giỏi, cho nên là mặc dù dạ. bạn là bạn dạ. với nhau thì biết là Trinh học rất là giỏi. Em học giỏi, em học thủ khoa đại học mà. Dạ. Cho nên là đây là một câu hỏi rất là bình thường với Trinh. Còn Phúc thì sao? Thì hai góc kia là 90 rồi, có góc còn lại phải 90 thôi anh. Là tam giác. Là tam giác vuông. Cảm ơn em. Trâm. Thôi trong đây các anh em ngu muội nhất. Chọn đáp án của em là gì? Em là tam giác đều. Chọn đại đều gì? Một góc 40 với góc 50 mà chọn tam giác đều trời. Hai góc kia nó đã không đều đâu. Không, nhiều khi Trinh nhiều khi người ta quên, tại vì lâu rồi mình không có xài tới những cái kiến thức mà hồi xưa mình học giáo khoa như thế này nữa. Và đây là đáp án tam giác vuông chính xác cho Tăng Phúc và Miko Lan Trinh. Hai người chơi còn lại bị trừ mỗi người 5 điểm. Trời ơi, trừ gần hết điểm luôn rồi. Bây giờ là chúng ta đến với giai đoạn phân tích tiếp. Trinh thấy là bây giờ câu này bị là bị câu dễ. Nhưng mà nhìn qua cái phong thái thì Trinh thấy Trâm hơi kỳ lạ xíu. Ok, tôi là cầu thủ đó, loại tôi đi. Đó, khẳng định luôn. Khẳng định luôn. Em nào. Nói vậy cho vừa chứ bây giờ tất cả mọi người đều ngắm vô em. Còn trong khi em á, em đang ngắm vào Phúc và chị Trinh. Dạ. Em nghi ngờ hai người này nãy giờ trả lời rất là nhiều câu. Hợp lý. Lê Dương Bảo Lâm. Còn Lâm thì tối nào Lâm cũng thiền, cho nên Lâm nhìn vào cái ánh mắt. Bình thường Lâm nhìn qua đây, Lâm nhìn thấy ánh mắt bình thường. Nhưng khi mà Lâm liếc qua Trâm thì Lâm thấy cái ánh mắt nó bị giật lé, giật lé. Không phải lé. Không phải lé. Nó bị giật giật. Ăn dụng len lén với bà thì ok. Nghĩ là anh Lâm hết vậy? Trời không hề em. Anh... Tại vì im như vậy nghi quá. Tại sao không nghĩ Lê Dương Bảo Lâm? Các bạn hãy nghi tôi đi. Nè. Nè, tại vì anh Lâm là một cái người hả? Ổng có thể nghĩ ra được những cái câu chuyện xàm xí. Đúng. Mọi người cẩn thận, con bé Trâm ở đang. No. Đánh lạc hướng nha. Nha. Cái động tác rồi đánh lạc hướng. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Ôi da. Ôi da. Mình phải tập trung lại để lại coi thủ. Thôi bây giờ vậy. Mời bốn người chơi nhắm mắt. Lượt thứ nhất loại trừ. Bắt đầu. Xin mời Tăng Phúc. Trinh. Cảm ơn Trinh. Lê Dương Bảo Lâm. Cảm ơn Lâm.
Mời bốn người chơi mở mắt. Ủa, em chưa được loại hả? Bởi vì em nhận được 3 sự bình chọn. Khùng ghê luôn. Sai lầm rồi. Rồi bây giờ hết vui rồi đó. Ừ. Và bây giờ mời ba người chơi tiếp tục truy tìm cao thủ. Nhắm mắt lại. Mời Lê Dương Bảo Lâm mở mắt. Lâm muốn loại trừ ai nếu cao thủ còn tồn tại ở đây? Cảm ơn Lâm. Mời Trinh. Trinh muốn loại ai? Đừng chỉ anh nha. Cảm ơn Trinh. Mời Tăng Phúc. Cảm ơn Phúc. Mời ba người chơi mở mắt. Và ba người chơi thân mến, có một người nhận được 2 sự bình chọn. Và chắc chắn rồi, người này sẽ phải dừng lại ở đây. Và đó chính là Tăng Phúc. Rất tiếc. Oh wow, wow, yeah. Wow. Giờ em sẽ nhắn nhủ lại với mọi người. Thôi nếu như mà còn 2 người thì tự xử đi. Nói tiếp đi. Trời đất ơi. Ủa đang nói hay mà. Và bây giờ rất hay để chúng ta có thể đến với vòng cuối cùng mang tên Lộ Diệt. Xin mời. Và bây giờ thoải mái rồi. Không còn loại trừ nữa. Chúng ta sẽ ghi về càng nhiều điểm càng tốt. Bằng cách lựa chọn câu hỏi, hai người thống nhất chọn một câu mà thôi. Nhường cho Trinh. Mời Trinh. Vậy em chọn thức. Thức năm. Thức năm. Kiến thức số 5 như sau. Phố cổ Hội An được xây dựng từ thế kỷ thứ mấy? 1, 15, 2, 16, 3, 17 và 4, 18. 30 giây bắt đầu. Rồi. Đứng máy bây giờ. Hai người đều xong, không cần tới 30 giây. Xin mời Lê Dương Bảo Lâm, đáp án của Lâm là? Người ta nói là phố cổ Hội An, cho nên Lâm chọn cái số nào mà cổ nhất, có nghĩa là thế kỷ 15. Còn Trinh thì sao? Em ý câu này. Hả? Sao? Cái gì em cũng biết vậy em. Dạ. Thế kỷ 16. Thế kỷ thứ 16. 17 và 18 không ai chọn. Không. 17 và 18 là hai đáp án chưa chính xác. Vậy ra đời vào năm nào? Thế kỷ nào? Thế kỷ thứ 15 là một đáp án chưa chính xác. Chúc mừng 16. Yeah. Lâm ơi, mất 15 điểm. Hey, thật là buồn. Hả? Ủa, cái này buồn hoạt hình luôn á. Trinh được cộng 30 điểm, chúc mừng. Yes. Điểm số hiện nay có sự thay đổi, nhưng bây giờ không có loại trừ gì cả. Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu xem người nào có điểm số cao nhất tổng số điểm từ đầu cho tới bây giờ. Xin mời ánh sáng tắt. Ánh sáng dừng lại vị trí của người nào, người đó là người có điểm số cao nhất. Chiến thắng. Chiến thắng. Da 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 da. Da. Dừng lại. Ê. Đèn. Ê, sao vậy? Sai nè, đèn. Ê, đánh đèn lộn. Đánh... Đèn bây giờ mới đúng nè, đèn sáng choang luôn á. Là bên đây là điểm số cao nhất, 145 điểm. Chúc mừng cho Lan Trinh. Lâm ơi, đang có điểm, bị trừ hết điểm luôn. Sao vậy? Máy hư rồi. Hư cái gì? Tại vì mình đã loại trừ hoàn toàn sai cao thủ ở vòng trước. Mời hai người chơi đã bị loại quay trở lại sân khấu. Trâm và Phúc đã quay trở lại. Và bây giờ hãy xem màn lật mặt đây. Mời Lan Trinh, em là ai? Miko Lan Trinh, cao thủ Big God. Anh Lâm là gì? Mời anh Lâm. Lê Dương Bảo Lâm, hoàn đôi. Trời hoàn đôi. Lúc đầu là Lâm bấm vô số nào? Số 1. Là em á hả? Số 1 là Phúc. Ủa số 1, tưởng là con Trâm. Bích Trâm. Em là cơ hội. Phúc, em là ai? Tăng Phúc Phong Tòa. Dạ, Tòa. Tòa. Tòa, dạ. Xin mời bốn người chơi ra sân khấu nhận thưởng à. Ôi, ôi, ngay từ đầu ông vô, ông chơi là ông xác định rõ em rồi. Ghê thiệt. Chơi mãi mới được một lần thắng. Cầm, trao cho người ta đi. Nè. Chơi mãi mới thắng được một lần á mọi người. Dạ, yeah, chúc yeah. mừng. Miko Lan Trinh là cao thủ bí tuốt ngày hôm nay và cũng là người chơi chiến thắng. Chúc mừng. Yeah. Anh Lâm về nhì với 5 triệu đồng. Bích Trâm và Phúc sẽ ra về với 3 triệu đồng. Xin được cảm ơn bốn người chơi rất là nhiều vì đã tham gia chương trình tuần này nha. Yeah. Quý vị thân mến, đừng quên mở TV vào lúc 19:15 ngày thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và theo dõi chương trình Truy tìm cao thủ. Chương trình Truy tìm cao thủ do Đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Minh Sư xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt. Diễn viên Huỳnh Thanh Tùng. Đôn Nguyễn. Xin chào quý vị khán giả. Dạ em là cao nhất đội đó.
diễn viên Mai Thanh Tú. Dạ, em xin chào quý vị khán giả, chào anh Minh Sù và chào các anh cùng chơi. Xin được giới thiệu ca sĩ Chu Bin. Chu Bin xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay thì hy vọng là mình sẽ là một cái cao thủ nào đó, nhưng mà đừng có bét là được. Dạ. Đừng có loại là được.